Hello, xin chào các đồng chí và anh chị các bạn thân mến. Hôm nay là giờ này là chưa chủ nhật. Hôm nay mình đi ăn Tân Gia, đất nước rất là yên bình, cuộc sống rất là tốt, không có cái gì gọi là không sự có sự bình yên cả. Phải nói là rất là tuyệt vời. Các bạn thấy hôm nay là mình livestream tiếp để anh chị các bạn thấy. Bữa nay là mình đi ăn Tân Gia. Đây là một cái ngôi nhà anh ta từ ngoài Hà Tĩnh đi vào trong Nam lập nghiệp. Anh chị các bạn thấy một thanh niên từ ngoài Hà Tĩnh đi vào trong Nam lập nghiệp, và trong đây được mọi người thương mến, người ta nâng đỡ và giúp đỡ, và xây dựng được, mua được cái nhà mua được miếng đất, cất cái nhà lên. Anh chị các bạn thấy đất chỗ này là 300 triệu một lô của chút xíu, bề ngang chắc khoảng 5 mét à. Anh chị các bạn thấy không, bữa nay em này làm em được sự nghiệp, cho nên giờ mời mọi người đến Tân Gia, cuộc sống rất là bình yên, rất là tốt, chứ không phải giống như cái thằng Benny Trương một mắt, cái thằng mắt dài đó. Nó nói là biểu tình biểu ông nội cha mày á, Benny Trương. Bây giờ dân Việt Nam nào mà nghe lời mày, cái thằng Benny Trương, cái thằng khùng, cái thằng điên, cái thằng mắc dịch. Rất là bình yên anh chị các bạn. Các bạn thấy nơi đây là các bạn ngày xưa có tôi nói là ruộng đồng không à, ruộng đồng đất quen không đấy. Mà bây giờ người ta ăn nên làm một thanh niên từ Hà Tĩnh đó vào trong Nam rồi sắp sửa cưới vợ vậy. Thanh niên này làm về bên điện tử, anh chị các bạn biết, làm bên điện tử để cất được cái nhà đó, đó cô vợ trẻ đó. Đó, cô vợ đang đi ra đó, các bạn thấy chưa? Cái này là gia đình cũng là người Công giáo nhé. Đó, cô vợ của cái anh chàng vào chỗ này lập nghiệp đó. Các bạn thấy dễ thương chưa? Cuộc sống rất là yên bình, có ai biểu tình gì đâu, có ai làm gây bạo loạn bạo động gì đâu. Các bạn thấy người ta trồng đậu rồng mà. Ở đây là nó thuộc về Mỹ Phong đã. Cái lô đất đều là 300 triệu nè. Cái thằng nào nó mua 300 triệu bữa nay nó bán lại, nó đòi bán lại 500 triệu. Công nhận đất nó lên giá. Tại vì đời sống người ta cứ ăn nên làm ra, anh chị các bạn thấy. Một cái lô đất chỉ vậy thôi mà bữa nay nó mua, thằng nào nó mua có 300, nãy tôi mới hỏi. Bữa nay nó 500 triệu nó mới bán. Ghê thiệt. Cái nền không đó. Cái thanh niên hồi nãy tôi nói anh chị các bạn là nó mua cái lô đất cũng có 300 triệu thôi, rồi nó cất cái nhà lên nữa là 600 triệu. Cái nhà cũng cấp 4 cũng dễ thương lắm, rất là dễ thương. Gia đình đồ từ ngoài Hà Tĩnh vào. Các bạn thấy cuộc sống người ta ăn nên làm ra, chứ ai mà ăn mà đã không mà đi vô tình. Bà nội cha cái thằng em tôi lo mà đi xin ăn đi con, còn không mà về Việt Nam tao kiếm công ăn việc làm cho mày, cái thằng Benny Trương. Chứ mày ngồi đó mày ăn tiền trợ cấp xã hội rồi mày lên mạng mày kêu gào hả, cái thằng mắc dạy Benny Trương. Mày thấy người ta ăn nên làm ra, bạn thấy đời sống ở quê nhà, đất nước phát triển đổi mới, này là dân Hà Tĩnh nha. Còn là dân làm ăn người trẻ không á, tiện ghê đó ha. Chị không bàn thấy một ngôi nhà